sao cái thu nhập của bạn nó chưa được tốt, tại sao những người khác họ đang có thu nhập tốt hơn bạn, tại sao khi mà các bạn có kiến thức ấy thì các bạn sẽ tiết kiệm được cái quá trình mà các bạn sai hơn. Thì có một cái câu hỏi mà mình gặp phải rất là nhiều trong cái quá trình mà mình tư vấn, đó là mọi người hỏi rằng là em có nên bỏ cái công việc hiện tại để em xây kênh, để em có thể làm affiliate hay không. Tóm mắt, học viên thương mại điện tử thực chiến số 1 tại Việt Nam. Hello hello, xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở trên kênh YouTube của Hoàng Mạnh Cường Marketing Thực Chiến. Vậy thì ở trong chuỗi series video này thì mình sẽ dành ra để trả lời toàn bộ những cái câu hỏi, những cái vấn đề của mọi người trong cái quá trình mà mọi người kinh doanh, mọi người khởi nghiệp, mọi người làm affiliate hay là mọi người xây kênh. Vậy thì nếu như các bạn có những cái câu hỏi gì thì anh em cứ comment xuống phía dưới, mình sẽ làm những cái video để giải đáp toàn bộ những cái câu hỏi đó. Ok, vậy thì có một cái câu hỏi mà mình gặp phải rất là nhiều trong cái quá trình mà mình tư vấn, đó là mọi người hỏi rằng là em có nên bỏ cái công việc hiện tại để em xây kênh, để em có thể làm affiliate hay không. Với góc nhìn về làm kinh doanh thì mình khuyên các bạn là không nên bỏ. Bởi vì để các bạn có thể bắt đầu tạo ra được thu nhập từ việc các bạn xây kênh hay các bạn làm affiliate, nó cần phải có một cái khoảng thời gian. Bởi vì khi mà các bạn chưa có kỹ năng, ví dụ như kỹ năng về live stream, kỹ năng về làm video, kỹ năng về edit, chỉnh sửa video, thì các bạn cũng cần phải có một thời gian để các bạn luyện tập. Nó có thể là nửa tháng, có thể là 2 tháng, có thể là 3 tháng, thậm chí nó có thể là 6 tháng. Và trong cái quá trình đó, các bạn vẫn cần phải có một cái dòng tiền để các bạn có thể đảm bảo được cái cuộc sống cá nhân của các bạn, cho gia đình của các bạn. Chứ nếu mà bây giờ các bạn bỏ để các bạn tập trung all in 100% thì nó cũng có một cái thứ gọi là đốt thuyền để chúng ta tập trung, nhưng mà chúng ta sẽ bị mất đi cái dòng tiền. Và dòng tiền của mình nó rất là quan trọng, nó giống như kiểu là trong người, cơ thể của chúng ta, máu chính là dòng tiền, cho nên là chúng ta cũng cần phải cân nhắc cái việc đó. Nếu mà các bạn chưa có một cái dòng tiền nào khác mà các bạn bỏ thì mình khuyên các bạn là không nên, bởi vì để thành công các bạn cũng cần phải có những cái thời gian. Vậy thì các bạn cứ duy trì những công việc hiện tại, các bạn sẽ dành ra 2-3 tiếng vào buổi tối để các bạn học tập, để các bạn nâng cao các kỹ năng của mình lên. Tại sao cái thu nhập của bạn nó chưa được tốt? Với mình nhá, để có thu nhập cao thì các bạn cần phải có những kỹ năng để tạo ra thu nhập cao. Tại sao những người khác họ đang có thu nhập tốt hơn bạn? Họ đang có những cái kỹ năng tạo ra cái thu nhập cao mà các bạn chưa có. Ví dụ như là kỹ năng live stream chẳng hạn, là một cái kỹ năng bán hàng cho rất là nhiều người, giống như ví dụ như là Hằng Du Mục hay là Phạm Thoại hay là Hà Linh, thì họ cũng cần phải có một cái thời gian tích lũy rất là nhiều, chứ không phải là họ sinh ra họ đã giỏi luôn, họ đã có những kỹ năng đó. Hay là đến cá nhân của Cường đây, khi mà mình mới xây kênh ấy, thì lúc đấy mình còn bị nói ngọng, mình còn chưa tự tin, mình nói còn chưa hiệu quả, thì mình cũng cần phải luyện tập. Sau một quãng thời gian luyện tập, cái kỹ năng của mình mới hoàn thiện thì mình mới bắt đầu kiếm được tiền từ cái công việc mới. Thì các bạn phải xác định rằng là affiliate hay là các bạn xây kênh thì các bạn kinh doanh nó cũng là một cái nghề thôi. Và để các bạn học một cái nghề mới, các bạn cũng cần phải có thời gian. Và giống như các bạn đang đi làm công việc hiện tại, đôi khi các bạn cũng mất 5 năm học đại học thì các bạn mới hình thành lên một cái nghề. Và để các bạn kiếm được tiền từ affiliate thì các bạn cũng cần phải có một cái quãng thời gian. Nhanh thì nó khoảng tầm 1-2 tháng, còn chậm thì đôi khi có những bạn mất đến 3 tháng, có những bạn đập đi đến hàng chục kênh thì các bạn mới tạo ra thu nhập. Và thì trong cái quãng thời gian đó thì các bạn vẫn cần phải dòng tiền để nuôi sống được các bạn, cho nên là các bạn chưa cần phải bỏ nghề ngay đâu, mà cứ tập trung làm. Và chúng ta cố gắng tối ưu thời gian thứ bảy chủ nhật để chúng ta hoàn thiện những kỹ năng. Và đặc biệt là khi mà các bạn tham gia vào một cái sân chơi mới nhá, thì cái việc đầu tiên mà các bạn cần phải tập trung vào gọi là đầu tư cho kiến thức. Tại sao khi mà các bạn có kiến thức ấy thì các bạn sẽ tiết kiệm được cái quá trình mà các bạn sai hơn. Bởi vì cái hướng đi nó quan trọng hơn là cái tốc độ mà các bạn đi. Các bạn đi nhanh, các bạn chăm chỉ, nhưng các bạn đi sai hướng thì nó cũng sẽ không thể phát triển được cái sự nghiệp của chúng ta. Nếu mà chúng ta coi affiliate là một cái nghề một cách nghiêm túc thì đầu tiên là phải lựa chọn những cái hướng đi đúng. Đó thì các bạn hãy dành thời gian ra để các bạn học tập. Vì mình thấy rằng ông Lincoln, ông có một cái câu nói rất là hay, đó là nếu cho tôi 6 tiếng để tôi đốn hạ một cái cây thì tôi sẽ dành ra 4 tiếng đầu tiên để chúng tôi mài rìu. Vậy thì khi mà cái rìu của chúng ta sắc thì chúng ta sẽ chặt cái cây nó được nhanh hơn, nó ít tốn sức hơn.
Cho nên là trước khi mà các bạn làm affiliate, trước khi mà các bạn xây kênh, trước khi mà các bạn khởi nghiệp thì các bạn hãy dành thời gian ra để học tập. Bởi vì nó có rất là nhiều những cái nội dung, những cái thông tin miễn phí ở trên YouTube, ở những cái khóa học miễn phí. Có rất là nhiều, các bạn cứ tham gia, các bạn học dần đi, rồi các bạn thực hành đi. Và kể cả bên Topmark của bên mình cũng có một cái chương trình có tên gọi đó là Bí mật e-com. Thì ở trong cái chương trình đấy thì bọn mình cũng hướng dẫn các bạn về xây kênh, hướng dẫn các bạn về lựa chọn sản phẩm, hướng dẫn các bạn bán hàng ở trên Shopee. Thì đấy là cũng là một cái chương trình hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể tham gia cái chương trình đó bằng cách đó là các bạn vào trong cái trang web đó là hoangmạnhcuong.com. Các bạn điền email, các bạn điền số điện thoại thì đội ngũ hỗ trợ của mình sẽ liên lạc và thông báo cái lịch học cho các bạn. Thì cái chương trình này thì bọn mình thường tổ chức vào các cái buổi tối. Đó thì các bạn có thể gặp trực tiếp mình, có thể hỏi những câu hỏi, mình sẽ trả lời và mình sẽ tư vấn cho các bạn những cái định hướng. Ví dụ các bạn kinh doanh về mỹ phẩm, các bạn kinh doanh về thời trang, các bạn kinh doanh về phụ kiện thì các bạn nên làm như thế nào sẽ là hiệu quả. Thì ở đây đó là chúng ta đang nói chuyện, chúng ta đang trao đổi với nhau ở trên video thì nó đôi khi nó chưa được sát, thì các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình đó. Ok, vậy thì nếu các bạn trong cái quá trình mà các bạn làm, các bạn có những câu hỏi gì thì các bạn cứ comment xuống phía dưới, mình sẽ làm những cái video để giải đáp những câu hỏi đó của mọi người. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Học viên thương mại điện tử tốt mắt, dạy thực tâm, học thực chiến.